đi ăn luôn chứ. Ừ, mẹ nó đổ đi qua nó chiều ba bao rồi nó sáu bao. Nó hết đi. Thank you.
ơi, nè 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 nè. Lấy bao bỏ đi, bỏ vô bao đi. Bỏ bao đi bố ơi. Bỏ vô bao vàng máng đó đi tôi đi. Đủ mồi á. Nó no rồi. Để chắc hộp của đêm nhà máy ăn máy 3 đêm 4 đêm 6 8 bây giờ hả? Chứng có cối mà bây giờ hả? Dạ 4 đêm 6 8 thì bán em gậy hết đó chỗ nước giật chỗ đó ổng đâu có để vô nò đâu, ổng không có động. Dưới đi không tắt mà vòng lên nữa trời. Hết rồi. Hết rồi. Con nhiều. Ngoài đây mưa lớn không Phương? Dạ. Đây mưa lớn không? Con cũng nghe vừa. Ôi ơi, thằng rắc này cứ đem đi hoài được ra. Giờ nhắm chừng mấy trăm ấy có diện báo được không?
Phải không? Kiểm lên phải không? Phải không? Dạ. Phải không? Nhiều chú ba nói nhiều. Để 28 mấy mà bán mấy trăm? 200. 200 mà. 26 mấy đúng rồi. Này là ngàn rồi hả Phương? Chưa, cần nữa cũng 3 đúng rồi. 2 ngàn. Cậu nói 26, 70 rồi. Cái khăn nó thiếu nó bảy hộp con bù qua đó qua. Ừ. Điểm mấy ba? Hả? Chú qua đổ rồi. Ừ. Đó bao nhiêu giờ? Chiều 3 bao, 9 bao. Trời ơi, gom. Ừ, tao nói tao dặn vụ lụm gom này quên rồi. Sạn ra thì 9 bao, tao lựa ra, tao bỏ gom rồi. Mấy ông nội này còn chì ke hay gì á? Mấy ông nội lụm gom không à. Tao nói tao nó kêu dặn lụm bớt, bỏ gom lại mà quên hoài. Miếng đi ăn luôn. Ừ, miếng đi luôn. Đi còn no mà. Sáng nó có bà mới vô nó làm miếng chạy mồi. Mồi gì nữa đâu chạy. Qua rồi, ngày mai bột đây luôn đó mà. Đi mua thức ăn hết trơn rồi. Ba lấy xong nó lên đây đi. Lấy xong nó đẩy ra ngoài bìa đó đi đúng không? Xíu mấy người mang khăn rồi mang, chứ mà tiện. Sợ mấy cái yếu yếu đó, mấy cái khăn cù cuối đó. Đó, dịch lúc rồi, dịch có thể đập. Rồi. Đập cù cuối út đó. Của cô bảy già thôi đó. Đó, đúng rồi, con rẻ được ba ngày. Đúng rồi. Để tao dịch này nữa, đừng có đủ với mẹ. Đi đồng người ta đủ sức mà nhỏ nhiều giữ cho bao lần hay gì? Ừ. Giữ bây giờ giữ trai rồi. Đó, giữ cho út đó. Út cục kèo với bé cục tới ở nó cú á. Ờ bây giờ ấy nghỉ nuôi hả? Nghỉ mà. Con bắt cái thanh làm gì? Im á, Hương nghỉ. Hương hả? Ừ, Hương cũng nghỉ đâu rồi. Còn Kim còn kim mới đẻ có được nhiêu đâu, nó đẻ rồi nó đồng 60. Bao nhiêu? 1, 2, 6. Chưa đem khăn lên nha. Ở nhà không cần khăn. Nhà không còn khăn rồi con mới gom trời ơi nhà thứ ba khăn bây giờ mới mua chú Quang 100 ngàn, 100 cái sập bách rồi kìa. Nó không biết tẻ đường nào luôn á. Nó bỏ lên nhiều quá nên con cứ quên là không có khăn. Dạ. Nè cũng chỗ này ghi không? Vừa là đã vậy cũng ghi được. Tính ra bà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Bên trong cái đình cái chùa có miễu vậy, đình bự lắm, đình hai chùa gì bự lắm. Ngay lên chưa tôi ngoài
dịch gà sống vui mà ăn luôn. Ông ăn có bóng yên, ăn chút xíu rồi chứ chạy đi đâm đó. Đấy anh thấy bữa nay có tăng chưa? Tăng được 27 rồi. Bữa nay xong đăng không thấy rồi đang coi. Đâu vậy trời? Nhỏ kia chạy chặn lại đó. Ở dịch mà biết sao nó đỡ. Mày khờ quá trời. Ông lụm máu ông lửa ra luôn trời. Bỏ tiếp tại cái chịu nói nhiều. Ngồi nét không nói nhiều mà ổng không xiên. Kêu cái đi chặn ngay sáng thì ông là làm viên sáng nó có lợi thầy cái gì. Ủa nổi sáng ra đi bước không lên. Tức chết luôn vậy. Đó sao quỷ to la hoài cái miệng người ta quát hoài cái nghiệp người ta. Làm đàng hoàng im hết nó đâu có la. Chúng cần cần nếu tôi có động á. Ừ. Nó vậy nó cũng ổn nữa.
cởi ổng đi quỷ to rồi tôi nói vậy. Như ổng kêu nó làm nó liền nó làm thôi, rồi cái nào ổng không tức ổng biết rồi. Dạ nó hoài á, nói ông lao nó hoài á. To kia làm này làm đường làm ngã vậy. Biết nhiêu năm rồi đó. Hổm mà nó lơm chơm lên chởm nhiều lắm luôn. Có cái cưa, cưa. Chưa? Ở trong đó. Hôm qua có già chuyện cho em chịu không Phương? À. Anh ấy hỏi thì coi già chuyện cho em chịu không? Không. Nó có hỏi không? Hỏi trong trời á. Hỏi gì? Ô linh đụ mà sao không điện thì chạy lẹ bển tà lơ nó xuống đồng sợ nó lấy hộp lum với. Không biết đi sao. Cố này thì ổng không bộ bộ. Bây giờ em chút đi ổng không bộ bộ sáng. Thời nay ta điếm mà người ta nói chuyện mà tay ta điếm mà cũng la nữa, cứ gạt cũng la nữa. Quá khó.
lít đó, cho ba nó nghe đó, mà nó là nó 3 lít đó. Nó 3 lít đó. Tự học cái rửa đi. Mẹ. Ở ra cái đêm rồi. Nó nay tao nấu mà miệng tao nói hay tay tao làm. Sáng nhỏ nhỏ không con ơi. Mua đất cao giờ bán ra lỗ rồi, thì đồng tiền đính tiền bái không có lời nữa rồi chú ơi. Ra quay gửi nước ngoài không hả? Mình đây con được hả? Dạ. Có người coi siêu minh tệ với bà Phương Hằng mà có thiệt không hết ta? Cái đó không biết. Bữa đó uống cà phê với ông ba nó phải nó ta đi theo hả? Đài nữa đó. Nuôi lỗ không? Dạ. Yeah.
đây 300 đi ha. Tiền hình là 3 là 3. Đó, với thằng này nó 4 nè. 4 ở đây thằng nó 5 nè. Tại cái này con không có nhét vô á, nó bự quá đó. Nè đây là 2000 nè. Hỏi ông coi 2500 á. Không, hỏi giờ cái mất tác nữa. Hỏi sao mất học ấy. Nói đụng mẹ mày kiểm mà mày hỏi đó hả? Nào nó bớt la cái mỏ nó mới hỏi chứ được. Ông la hoài cái mỏ ông quát hoài biết mệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
30 lần. Ngon làm nó chụp quá hả?
đi cho giống người mẫu chút coi.